Mua iPad 4 giá chỉ 2 triệu rưỡi, tặng SIM data 4G 90GB trong một tháng. Đến điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong các trường One Piece gần đây, Ruffy và Zoro đã chứng minh được mình có được thứ sức mạnh mới có thể đả thương được Kaido. Nhưng khi nghiệm ra sức mạnh đó thì cơ thể của cả hai chiến binh đều đã bị thương rất nặng và khiến cả hai đều thua trận. Zoro thì đã bị thương và được Sanji đưa đến cho Chopper chữa trị. Nhưng thuyền trưởng Ruffy thậm chí đã rơi khỏi đảo Onigashima và rơi xuống biển. Vì vậy, ngay cả khi Ruffy được các thành viên của băng lo cứu trên biển, thì việc quay trở lại đảo lần nữa sẽ rất mất thời gian. Luffy thực sự có thể giống như một anh hùng sẽ xuất hiện vào phút chót, có thể là sau cuộc tổng tấn công chống lại Kaido, tất cả đều ngã xuống, và Luffy sẽ xuất hiện vào giây phút cuối cùng, mang lại hy vọng và nguồn sức mạnh to lớn giúp phe ta giành chiến thắng. Đầu tiên thì mình muốn bắt đầu bằng một giả thuyết mà mình đã đọc qua rất nhiều group, đó chính là liệu Luffy và Liên minh Samurai có thất bại dưới sức mạnh của Kaido giống như phần Marineford không? Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng họ sẽ không thất bại và Oda sẽ khéo léo luồn lách và cho trình láng những sức mạnh mới của tuyến nhân vật chính như Ruffy và Zoro. Và để họ có thể đánh bại Kaido và băng hải tặc bách thú. Wano không phải là phần của Ruffy, nó là phần để Zoro tỏa sáng nhiều hơn. Mặc dù Ruffy không có mối quan hệ nào với Kaido cả, Lù nhà ta chỉ muốn đánh bại Kaido để trả thù, cũng như giúp Momonosuke và gia tộc của anh ta. Bên cạnh đó thì việc đánh bại Tứ Hoàng cũng là một việc để khẳng định sức mạnh của mình trên thế giới. Và việc đó thì không sớm thì muộn vẫn phải làm. Thêm nữa là vì Momo và mọi người đều là bạn của Ruffy, nên Ruffy muốn giúp đỡ họ đạt được ước mơ là mở cửa Wano Quốc, đạp đổ Kaido để hòa bình được lặp lại. Trước đó, cha của Momo là Oden đã đứng lên chống lại Kaido, nhưng họ đã thất bại và Oden bị xử tử trước mặt toàn bộ dân chúng, khiến Kaido thống trị toàn bộ Wano. Và sau ngần ấy thời gian, thì bây giờ Ruffy và các đồng đội đang cố gắng để đánh bại được Kaido, làm tiếp ước mơ của Oden, và sẽ thật buồn cười khi mô típ của Wano sẽ lại thất bại như lần Oden đứng dậy khởi nghĩa. Vấn đề là bây giờ làm thế nào để có điều đó xảy ra? Mặc dù chúng ta biết chắc chắn rằng Wano sẽ được mở cửa ở phần cuối truyện. Và sau đây sẽ là ba giả thuyết của mình về việc kết thúc và chấm dứt ách thống trị của Kaido. Lưu ý rằng, đây sẽ chỉ là giả thuyết của riêng mình và anh em đọc tham khảo và cùng bàn luận, chứ đừng cãi nhau nhé. Thứ nhất, Luffy và đồng đội chỉ đơn giản là đánh bại Kaido và có thể cả Big Mom. Đây là con đường đơn giản nhất và dễ xảy ra nhất. Sau một cuộc chiến dài và khốc liệt, Luffy với sự giúp đỡ của Liên minh Samurai và cả băng mũ rơm thì Kaido sẽ bị đánh bại. Mình nghĩ trường hợp này sẽ cho chúng ta thấy ý định của Oda để cho đây thực sự là phần cuối của One Piece. Đây là con đường thể hiện rõ nhất ý chí của Ruffy và sức mạnh của anh ta khi quật ngã được một Tứ Hoàng. Đúng vậy, anh ta sẽ có rất nhiều sự trợ giúp từ người khác, nhưng mình nghĩ rằng vẫn sẽ có một màn đọ sức giữa hai đòn mạnh nhất của cả hai bên. Và kể từ khi đánh bại Kaido, sức mạnh và khả năng của Ruffy sẽ nhanh chóng phát triển thành một Tứ Hoàng, danh tiếng sẽ được khẳng định và thay chỗ của Kaido. Mình nghĩ rằng trường hợp này sẽ là trường hợp khả thi nhất, dễ xảy ra nhất. Nhưng việc kết thúc One Piece, mình nghĩ Oda sẽ không hết chuyện sớm như vậy, sẽ còn chuyến phiêu lưu khi đã xong phần Wano nữa. Thứ hai, thế lực thứ ba tới làm thay đổi và gục Kaido. Mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hy vọng rằng lực lượng khác sẽ xuất hiện ở Wano, từ thủy quân lục chiến đến hải quân suốt, và đặc biệt là dâu đen, vì càng đông càng vui. Và sẽ không ngạc nhiên nếu một bên khác lợi dụng sự hỗn loạn để tiến hành công cuộc ngư ông đắc lợi. Giả thuyết này mình thấy thú vị, vì chúng ta tuy sẽ thấy Ruffy yếu thế và có thể thua trận, nhưng vẫn sẽ đạt được mục đích cuối cùng là giải phóng đất nước Wano. Ruffy vẫn có thể thua Kaido do chưa đạt đủ tiêu chuẩn về sức mạnh, và có thể Ruffy sẽ học được nhiều sức mạnh mới hơn. Bên cạnh đó, Kaido cũng có thể bị suy yếu sau khi đánh nhau với Ruffy, nên việc thế lực thứ ba xuất hiện và làm gỏi Kaido sẽ rất dễ xảy ra, giống như Marineford, dâu đen tận dụng cơ hội nhảy ra và cướp trái ác quỷ của bố già. Hắn ta cũng đang thiếu một trái doan mạnh nhất nữa, liệu rằng hắn ta có tiện tay thó luôn trái doan thanh long của Kaido không nhỉ? Thế lực dễ xuất hiện nhất chắc chắn là dâu đen hoặc là hải quân. Và thế lực thứ ba không có hứng thú chinh phục Wano, họ chỉ tới để tiêu diệt sinh vật mạnh nhất thế giới và lấy những thứ gì lợi ích về mình mà thôi. Một điều mà mình thích ở giả thuyết này là mình thực sự muốn có thể nhìn thấy một khoảng thời gian luyện tập vất vả của Ruffy để đánh thức được trái ác quỷ hoặc những sức mạnh mới, bởi vì trên con đường trở thành vua hải tặc sẽ có rất nhiều khó khăn mà Ruffy phải vượt qua nữa. Cho nên nếu giả thuyết dâu đen móc được trái ác quỷ của Kaido, thì việc Ruffy sẽ phải mạnh lên rất nhiều để có thể đánh bại tên Tứ Hoàng này là điều đương nhiên. Thứ ba, Big Mom sẽ quay lại phản bội và giết chết Kaido. Mình nghĩ rằng giả thuyết này ít xảy ra nhất, nhưng biết đâu, Oda có thể cho Big Mom quay xe một cách thần thánh thì sao? Big Mom đơn giản sẽ phản bội Kaido nếu sự việc trở nên quá khó khăn, hoặc chủ động cố gắng giết chết Kaido. Cũng giống như Squaddle, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một sự phản bội lật ngược tình thế của cuộc chiến này. Sự phản bội trong phần Wano này được Oda nhấn mạnh rất nhiều. Ngoài ba giả thuyết trên thì việc va chạm chày của Yamato với ông bố Kaido cũng có thể xảy ra ba kết thúc như sau. Thứ nhất, Yamato sẽ gục ngã mà không hề gây nhiều sát thương cho Kaido, giống như Cửu Hồng Bao đã làm. Trước đây, đã từng có hai đợt tấn công nhắm vào Kaido, đầu tiên là nhóm Cửu Hồng Bao nhưng đáng tiếc, họ đã thất thủ mà không thể gây ra bất cứ thiệt hại đáng kể nào.
Vết thương do Zoro chạm trổ lên người Kaido dường như còn nặng hơn cả những vết thương mà Cửu Hồng Báo tạo ra. Vì Kaido được cho là một kẻ không thể bị đánh bại một đối một, nên mình nghi ngờ rằng có khả năng cuộc chiến giữa Yamato và Kaido cũng sẽ kết thúc không hề tốt. Tức là nếu không có người giúp đỡ Yamato và tình hình của Kaido vẫn như vậy, thì có lẽ hắn ta sẽ không nhận thêm thiệt hại nào cả. Thứ hai, Yamato sẽ tạo ra vết thương cho Kaido, giống như Zoro và Luffy đã làm. Chi tiết, Kaido ngay lập tức chuyển sang dạng lai để chiến đấu với con gái của mình thật thú vị. Điều đó có nghĩa là mặc dù Yamato sẽ không thắng khi đối đầu với cha mình, nhưng bản thân Kaido cũng không đánh giá thấp sức mạnh của con. Thế nên nếu Yamato ít nhất có thể gây thêm vết thương cho cha mình thì sẽ thật ý nghĩa. Trước đó, Zoro gây ra được vết thương để lại sẹo trên cơ thể Kaido về Asura. Nếu chúng ta cho rằng sức mạnh của Yamato chỉ bằng một nửa của Kaido, thì bạn biết đó, một nửa đó đã đủ khiến cô ấy mạnh hơn hầu hết các nhân vật khác ở trong Onigashima. Đặc biệt là nếu Yamato có haki cao cấp thì hoàn toàn có khả năng làm Kaido bị thương, nhất là khi vết thương do Luffy và Zoro gây ra để lại ức chế cho Kaido. Thứ ba, Yamato có thể câu giờ cho đến khi có sự trợ giúp. Hiện tại, những người có thể đối đầu với Tứ Hoàng vẫn đang bận rộn, ai cũng đều có đối thủ của mình. Cụ thể thì Sanji đang đánh nhau với Queen, Jinbe vẫn bận chiến đấu với Hushu, Franky thì đối phó với Sasaki, Robin và Brook thì đối phó với cả Black Maria, Marco thì dường như vẫn đang đối mặt với King. Thế nên, Yamato có thể không đánh bại được cha mình, nhưng cô ấy hoàn toàn có thể cầm chân Kaido, câu giờ cho đến khi có người đến tiếp viện. Nếu Kaido bị bỏ lại một mình và không có đối thủ, hắn ta có thể đi xuống dưới và làm mọi thứ rối tung lên, thậm chí có thể gặp lại Big Mom ở tầng dưới, tiếp tục chiến đấu cùng nhau. Nếu Yamato ít nhất có thể kiềm chế được Kaido, thì Kaido sẽ bận bịu một lúc, câu giờ cho Franky, Sanji, Marco và Jinbe có thời gian để đánh bại kẻ thù của họ và sau đó tiến lên để giúp Yamato. Vậy thì ai có khả năng giúp đỡ Yamato nhất? Nghĩ lại thì có những người đang rảnh lúc này là Usopp và Nami, hai người đó có thể là những người hỗ trợ thú vị, trong khi đó Yamato sẽ là kẻ tấn công chính trong cuộc chiến với Tứ Hoàng. Còn cuộc chiến với Sanji chỉ mới bắt đầu, nhưng mình nghi ngờ rằng anh ấy sẽ sớm vượt qua được Queen. Thế nhưng, cuộc chiến của Jinbe và Franky đã trải qua một chặng đường dài, nên sắp tới có thể sẽ có kết quả của họ, rồi họ sẽ đi lên mái nhà. Y-Greg cũng có thể rảnh tay vì Chopper đã hoàn thành việc chữa khỏi đợt bùng phát virus băng quỷ và bây giờ còn có sự trợ giúp của Sanji ở khu vực sân khấu nữa. Thêm nữa, có khả năng người của Kaido sẽ sớm phản bội vì ảnh hưởng của sức mạnh trá quỷ của Tama. Vì vậy, một siêu tư tinh và một Tobi Robo như X-Drake có thể chống lại Kaido. Ngoài ra, cuối chap 1016, chúng ta thấy sự va chạm Haki Bá Vương giữa hai bố con. Điều thú vị là cuộc va chạm ấy sau đó tạo ra tia chớp đen trên nóc đảo Onigashima. Đó có phải là dấu hiệu của Haki Bá Vương không? Có lẽ điều này không rõ ràng trong phiên bản manga, đặc biệt là vì đôi khi có những khoảnh khắc chớp nhoáng như thế này không phải là do tác động của Haki Bá Vương. Như trường hợp này, cũng có thể là tia sét chỉ được tạo ra từ đòn tấn công của Kaido chẳng hạn. Tuy nhiên thì hãy nhìn vào kích thước của tia sét đó, nó thật khổng lồ đúng không? Với kích thước của một tia sét đen lớn như vậy, rất có thể tia sét được tạo ra từ cả hai, không phải chỉ từ mỗi đòn tấn công của Kaido. Và để có câu trả lời chính xác rằng Yamato của Haki Bá Vương không, thì chúng ta vẫn cần chờ xác nhận từ Oda. Và nếu các bạn có để ý kỹ, từ khi Yamato đánh ăn thiêu, đã có hiệu ứng của tia sét đen rồi. Vì vậy, ngay cả khi Yamato có thể làm tổn thương cha mình, nhưng nếu không có người tiếp viện giúp đỡ, cô ấy vẫn sẽ thua. Thế nên, dù Yamato có Haki Bá Vương hay không, cô ấy vẫn gặp rắc rối khi đối mặt trực tiếp với cha mình. Và trên đây là toàn bộ giả thuyết của mình về việc Kaido sẽ bị đánh bại như thế nào và việc Yamato có thể cầm chân ở Kaido hay không. Các bạn thích giả thuyết nào nhất? Hãy cùng bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé.